tín niệm. Đây là nguồn của mic này, đây là nguồn của jack, chép đây là chép này, đây là mic là chung này, đây là bát này, không gian này em đã chỉnh ok hết rồi này. Phần bên này bát chung chép của mic mộc này, echo này, chính là tôi biết này. Vâng, nó kiểu như công dụng khóa cho em đấy. Ok, hiện tại chúng em đã bàn giao xong cho anh Cường. Đây anh Cường đây, các em đây, anh Cường đang ngắm nghía bộ dàn combo của mình. Ở bên này thì các ca sĩ đang hát và test. Thôi rồi em cảm ơn anh Cường nhá. Em xin phép em về đây, vì về đây là đang một bộ nữa đang chờ em lên đường trên bao vì đây. Thế là chúng em đã bàn giao xong cấu hình combo cho anh Cường với một cặp B12 đẩy D50S và bộ mic không dây cao cấp đi kèm. Trong cấu hình này thì chúng ta sẽ sử dụng trong không gian lên đến 70-80m2 nhé. Nhà anh Cường thì với cái đồ nội thất màu tông màu gỗ nên anh lựa chọn cho mình những đôi loa B12 như này rất là sang trọng. Xin mời các bạn cùng thưởng thức giọng ca của một hot girl ở Bắc Giang gửi đến các anh em ca khúc và đang test trên chính trực tiếp trên cấu hình combo này. Xin chào anh em đam mê âm thanh ở Bắc Giang. Hiện tại Zika chúng em đang có mặt tại Yên Thế Bắc Giang, đang trên cung đường để vào nhà anh Cường để bàn giao cho anh một cấu hình combo karaoke. Ở đây là cặp loa full B12 và một bộ đẩy. Cấu hình combo này thì nó vanh quanh khoảng 30 triệu đồng. Hiện tại thì em đang đi theo Google chỉ đường để lên nhà anh Cường. Chút nữa thì khi tiến tới nơi thì em sẽ tiếp tục lên hình, ghi lại hình cũng như là những cái khoảnh khắc mà bên Zika chúng em đi bàn giao, đi lắp đặt những cấu hình ở tỉnh. Chúng em rất là cảm ơn các anh em cũng đã yêu mến và ủng hộ, đồng hành cùng Zika chúng em. Các anh em yêu mến ủng hộ thì chúng em mới có những cái video, có những cái kỷ niệm như thế này khi mà đi bàn giao lắp đặt. Mà ngày hôm nay thì là ngày 30 ạ. Ngày 30 tháng 4 và ngày mai ngày mùng 1 tháng 5. Các bạn em chờ em một chút nữa thì em sẽ đến tới nơi thì em sẽ xuống hàng và lên video tiếp để anh em thấy được cái cặp B12 nó khi mà nó hiện diện cũng như là có mặt tại nhà riêng của các anh em thì nó sẽ đẹp như nào, gần như là cực kỳ đẹp luôn đấy ạ.